Welcome back. Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV. À, ôi đau quá. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một video Minecraft anh em ơi. Và hiện tại là mình đang có mặt trong HeroMC.net server Minecraft của Hero Team. Và nếu những bạn nào không biết thì Hero Team bọn mình mới vừa mở ra một cái server có tên là HeroMC.net. Thì cái server này là làm về Minecraft các bạn ơi. Những bạn nào mà yêu thích game Minecraft có thể vào bên server của mình để chơi ủng hộ cho mình nha. Cái địa chỉ server mình sẽ để bên góc màn hình cho các bạn thấy nha. HeroMC.net. Đó, ok. Thì có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh hãy quay về cái server này cho bọn em xem đi. Và mình nghĩ rằng là mình không biết rằng mình sẽ quay cái gì trong đây đây. Cho nên hôm nay mình đã quyết định rằng mình sẽ quay một cái clip về Backworld các bạn ơi. Bởi vì Backworld là một cái mini game mà mình rất là thích luôn, cho nên mình quyết định rằng là mình sẽ quay Backworld cho các bạn xem. Thì có một bạn đã đặt cho mình một cái thử thách, đó chính là thử thách chơi Backworld không lắp giường, không cần giường luôn. Có nghĩa là mình cứ để im cái giường đó, mình không đụng chạm đến cái giường hết. Bọn nó có đập giường mình thì cũng kệ luôn. Và để xem coi liệu rằng là với cái thử thách này thì mình có vượt qua được hay không nha. Và các bạn nếu mà yêu thích video này thì đừng quên là để cho mình một like, một share và nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Và cũng đừng quên á là để cho mình những cái thử thách để mình có thể làm trong những tập tiếp theo nha. Ok, và chúng ta bắt đầu vào video chơi Backworld nữa bạn ơi. Rồi ok, chúng ta bắt đầu vào trận thế nào anh em ơi. Trời lâu lắm rồi mới chơi là Backworld nha. Rồi, ôi trong đây hiện tại là bây giờ có 5 người nè. Đó, ok. 5 người đấu với nhau coi bộ cũng được nha. Để xem coi lần này mình không bảo vệ giường và mình không cần giường luôn mình có thắng được không nha. Hiện tại mình đang ở team xanh đúng không? Rồi ok. Để mình lượm ít vàng đã. Có vàng thì chúng ta lắp không lắp giường, quên. Không lắp giường, chúng ta phải gọi là chơi không lắp giường, không cần giường luôn. Cái này là thử thách mà. Rồi để mình lượm ít vàng đã. Rồi ok, có đủ vàng với lại là sắt nè, để mình mua ít len kiếm. Rồi để xem coi giờ có nên mua cái giáp không ta, hay là nên mua luôn táo vàng ta. Thôi mình nghĩ là để đủ để mua giáp đi. Rồi 12 vàng là đủ mua giáp đây nè. Rồi ok. Rồi mua thêm len. Có nên bọc giường không ta? Tất nhiên là không rồi, đi luôn. Ok, để mình qua bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lóc để mình đi qua bên kia mình lấy kim cương các bạn ơi. Ô tim vàng. Rồi ok, để mình giết tim vàng trước nha. Bắt lóc qua chỗ nó cái đã. Để mình bắt lóc qua nó nè. Thường thường là mấy thanh niên ở gần nhà chúng ta phải giết trước. Bởi vì giết xong rồi chúng ta sẽ có chỗ để chúng ta qua farm vàng, farm sắt, với lại là tránh được một mối hiểm nguy mấy bạn ạ. Ok vậy mình giết. Đánh đó. Ôi. Rồi xong chết queo. Rồi xui quá ta. Ok không sao. Mình có thể gọi là không sao, mình có thể an tâm được. Bởi vì là mình nghĩ là nó sẽ không qua nhà mình sớm được đâu. Ok, để mình lấy thêm một cái kiếm sắt nè. Mua thêm ít len. Rồi ok. Mình nhất định phải giết được nó. Mình không giết được nó là mình không thể nào mà gọi là yên tâm được, hiểu không? Phải qua giết được nó mới được. Hồi nãy là chết mất một mạng là thấy là hơi xui đó. Ê, ok, ơi nó không để ý, Ok, đập dần. Ui, mày cái gì? Rồi. Ôi, lại chết nữa rồi. Vãi nồi thiệt. Sao mà chết quái ta? Coi bộ là lâu quá không bb dở rồi nha. Lại lụm cái đống vàng với lại sắt còn dư ở đây đã. Rồi ok, bây giờ lên cái kiếm sắt đi. Rồi lên ít len nữa nè. Rồi mình nghĩ như đây thôi là được rồi. Không lắp giường thì cảm giác nó hơi gọi là hơi không an tâm tí. Có khi nào mình đi cái đầu nó quay lại, có thằng nào quay lại giết mình không ta? Chết thật luôn á. Ui, hình như có team xanh bên kia các bạn ơi. Hello team xanh. Ui, bây giờ là team vàng là phải đối mặt với team xanh lá cây và team xanh dương luôn. Ok. Bây giờ làm gì đây? Chẳng lẽ giờ ba đứa đứng nhìn nhau? Trời ơi là trời. Đợi hơi bị lâu rồi đấy. Oh my god, bây giờ có nhà vô quýnh liền không? Cái gì? Team up hả? Không chơi team up. Không chơi team up. Ôi nó quýnh. Ok, bây giờ mình sẽ xuống mới đập giường nha. Ui, nhanh. Trời ơi, sao? Tức quá. Mày. Ok, chết rồi, nó đập dương. Ok, giết được nó rồi bạn ơi. Ok, để nó hồi sinh đã, mình giết nó luôn. Thủ tiêu. Mày chết rồi. Ok rồi, vậy là coi như là giết được team vàng rồi bạn ơi. Team vàng là bị giết rồi nè. Bây giờ là coi như là cái mối hiểm nguy gần nhà là coi như hết rồi đó. Coi như là không đứa nào qua lấy được thêm kim cương của mình đó rồi. Còn team xanh dương thì mình nghĩ là để giết sau đi. Rồi để mình về nhà đã. Ok, về nhà. Ui, hình như mình mới thấy team trắng thì phải. Thôi kệ đi. Ui, mày quá, xem chết. Phải thôi. Ok, nhảy sao mà xem nó té chết luôn. Ok, để về nhà lượm thêm một ít vàng với sắt để nâng thêm coi. Mua táo vàng mới được, phải mua thêm táo vàng. Ok, rồi, ăn táo vàng vô. Bây giờ mình sẽ nâng cái kiếm của mình lên.
nâng cái kiếm anh mạnh lên các bạn ơi, để đánh cho nó mạnh. Ok. Rồi. Mua thêm gọi là một cái cúp với lại một cây rìu. Rồi cất mấy cái vàng sắt còn lại ở nhà đi, thôi qua bên đó lỡ mà chết cái đầu đưa hết cho bọn nó cũng vậy à. Ok. Rồi bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ qua mình giết team xanh dương các bạn ơi. Team xanh dương là cái team cũng ở gần nhà chúng ta nè, chúng ta cũng phải giết nó luôn, hiểu không? Bởi vì là nó có cái đường từ team, bởi vì là nó cũng đi qua bên team xanh lá cây được, cho nên mình phải giết nó luôn. Ôi nó kìa, nó kìa. Ok, hình như hồi nãy nó đòi team up với mình. Bây giờ mình nghĩ rằng là nó sẽ mất cảnh giác với mình, bởi vì nó biết mình là YouTuber, nó sẽ không giết mình đâu, mình cá chắc luôn á. Mình sẽ nhào vô mình quýnh nó trước các bạn, hiểu không? Quýnh nó trước để lấy máu nó. Mày hiểu mày. Ok, ok, thấy không? Nó không quýnh mình. Rồi. Chết này con trai. Ok ok rồi, bây giờ mình sẽ qua đập nhà nó luôn. Ồ, hy vọng là đập được thêm cái nhà này nữa là coi như là mình sẽ có hai chỗ để mình lấy đồ các bạn ơi. Quá xịn luôn. Ui nó ra. Mày. Oh my god. Mày. Ok rồi xong, giết được nó rồi. Quá xuất sắc luôn. Bây giờ nhảy xuống dưới liền thì dại quá, mình phải đợi cho nó chạy lên đây xong mình nhảy xuống dưới đánh lừa nó, thấy không? Rồi nó lên rồi, lên rồi. Xuống. Ok đập giường. Nó có biết không ta? Ừ nó biết. Ôi, mày. Mày, giết đi, giết được nó, nhất định phải giết được nó. Mày. Ok, giết được nó rồi mấy bạn ơi. Rồi, ok, ăn táo vàng vô, đập vô. Lấy cây rìu đập cho nhanh. Rồi, ui, nó bịch bằng cái ender. Ui. Ôi. Xui quá ta, chết rồi. Không sao cả. Chưa có thằng nào qua nhà mình hết, yên tâm. Không biết từ nãy giờ bọn mình không có bắp, mình không có lắp giường, có đứa nào để ý đến nhà mình không ta? Rồi. Ôi, có hàng qua nhà mình. Ôi, mất giường rồi. Chưa có hàng nào qua nhà mình hết, yên tâm. Ủa, sao nó nhảy cao vậy? Ủa, phải, nó uống thuốc. Mình tưởng nó hát chứ. Mày. Ok rồi, nó chết rồi. Ôi, mất giường rồi bạn ơi. Thôi xong rồi, kỳ này là toan rồi. Mất giường kiểu này là toan rồi. Mất giường kiểu này là coi như là không còn an tâm nó rồi. Chết là chết luôn rồi. Kỳ này là thử thách là hơi bị khó rồi nha. Không có giường là coi như xong rồi. Bây giờ mình nghĩ rằng là team màu trắng. Ok, team màu trắng để giết cuối đi. Bây giờ team màu xanh dương ở gần nhà vẫn là cái team nguy hiểm hơn nè. Bây giờ mình nghĩ là mình phải giết cái team màu xanh dương trước đã. Nhưng khoan, từ bây giờ về nâng cái giáp lên đã. Mà nó còn qua không ta? Ok, nâng giáp lên. Rồi ok. Lấy thêm ít vàng sắt nữa. Rồi ok, bây giờ mình đã có táo vàng nè, có Iron Man nè, rồi có thêm kiếm sắt nữa, mình nghĩ là đủ để có thể giết bọn nó rồi đó. Rồi đi thôi. Kỳ này ha. Team trắng nha, mày coi chừng tao đấy, tao giết xong team xanh là tao qua tao xử mày này. Rồi, bọn nó đâu hết ta? Hình như là bọn nó không để ý đến mình nữa mấy bạn ơi. Chắc mà nó biết mình là YouTuber, nó biết mình là gọi là mạnh cho nên mà nó không dám đánh mình. Ok, qua lượm bên đây thêm ít vàng sắt nữa, có gì mua thêm đồ. Ok. Thôi chắc không còn nâng được gì đâu, thôi qua team xanh đâu đi, qua luôn. Một chết, một sống vậy thôi. Không còn cách nào nữa rồi. Rồi qua luôn. Ôi, hình như là team màu trắng nó qua bên team xanh dương phải không? Mà thấy có hai cái tên nữa kìa. Ôi, team màu xanh dương nó bị giết rồi các bạn ơi. Oh yeah. Mày hả team trắng? Rồi nó rơi xuống dưới rồi. Rồi thằng xanh này chết luôn. Mày. Rồi xong. Xong với em hai thằng. Thế là xong hai thằng rồi. Khoan từ, lên coi thằng trắng nó còn trên đó không? Mình nghi ngờ nó còn trên đó. Hồi nãy mình đánh nó hình như nó rơi xuống dưới thì phải. Ok rồi, mình giết nó rồi các bạn ơi. Coi như là xong rồi. Rồi để mình nhảy xuống dưới đây. Bây giờ hàng xanh dương đã xong rồi nè. Bây giờ còn hàng màu trắng thôi. Bây giờ giết thêm hàng màu trắng nữa là coi như là win luôn à. Trận này nhất định phải thắng. Hồi nãy nó dám qua bên nhà mình, nó đập giường của mình. Thằng này láo thiệt. Ok, hình như nhà team trắng đúng không? Ủa sao nó hình như nó có không lắp giường. Ủa phải không? Phải nhà nó không ta? Hay không phải ta? Ok, từ từ qua đây lượm thêm emerald đó. Để mình mua một cái viên ngọc ender, mình quăng qua nhà nó bạn ơi. Bây giờ bắt lóc á thì rất là lâu. Mà mình thấy hình như nãy nó cũng không lắp giường thì phải. Không biết có phải nhà nó có phải cái chỗ là cái giường của nó không ta? Hay không ta? Tại sao nó lại không lắp giường? Chẳng lẽ nó cũng quay clip không lắp giường giống như mình. Ok. Mà mặc kệ đi, nói chung bây giờ phải lượm emerald đã. Lượm emerald sau đó mua ngọc ender rồi quăng qua cho nó dễ. Kỳ này mày chết mày với tao rồi con ạ. Qua đây lấy thêm emerald đã. Có thêm emerald để xài. Mà khoan đi, team bên kia là xanh dương nè. Team bên này là team vàng, rồi team xanh lá cây là team mình nè. Vậy còn có một bên nhà bên đây nữa thôi à. Có gì hay là đúng rồi ta? Hay là thằng này nó cũng không lắp giường giống như mình ta? Chắc là vậy rồi, mình nghĩ cái thằng này nó cũng chơi theo kiểu là không lắp giường rồi các bạn ơi. Ok rồi, không lắp giường thì càng dễ. Tao tưởng mày lắp giường hay gì khó cho tao chứ mày không lắp giường thì càng dễ. Ok. Bây giờ mày chết mẹ tao rồi con trai à. Lượm thêm emerald nè, không cho nó lượm. Rồi.
Bây giờ mình sẽ qua bên nhà nó. Ủa đường đâu ta? Bây giờ từ đây mà phóng qua là hơi bị xa đó. Không không phóng được đâu. Từ đây phóng qua là hơi bị xa luôn đó. Nhảy xuống đây đi. Rồi. Đặt len ra leo đây. Hình như lúc nãy mình mới thấy nó bạn ơi. Ui nó kìa. Ui trời ơi, nó quăng bóng lửa mình. Ui nhóc con. Từ từ manh động với con. Bình tĩnh, bây giờ tao sẽ qua bên nhà mày đây. Hàng này nó không có ngọc Ender các bạn ơi. Bây giờ mình qua nhà nó nè. Rồi. Ui bên nhà nó có hiệu ứng mù các bạn ơi. Đập vừa nó trước đã. Ok, ôi mình thấy cái bóng đó kìa. Rồi ok, hai bên đều bị mất giường đúng rồi. Kỳ này là một sống một chết nè. Mình chỉ cần giết được nó là mình sẽ sống, là mình sẽ chiến thắng. Qua đi thằng nhóc con. Xuống đây nhóc, xuống đây. Rồi để mình leo lên trên mình tiếp nó luôn. Ủa nó đâu rồi? À, đây. Ủa nó nhảy xuống dưới này. Chơi mày luôn rồi nhóc. Đặt Iron Man ra. Ui mày hả mày? Ui tôi còn một máu mấy ông ơi. Chết tôi rồi. Tôi còn một máu. Iron Man, ăn táo vàng rồi, táo vàng. Ok kịp rồi. Mày hả mày? Yes. Quên rồi mấy ông ơi. Yeah. Quên rồi. Ok quá xịn luôn mấy ông ơi. Và anh em thấy trận đấu vừa rồi của mình như thế nào nào? Trời ơi, mình nói thật luôn á, chơi đúng kiểu là không lắp giường, không để ý đến cái giường rung gì đâu luôn á. Nhưng mà mình đã cố gắng rất là nhiều và mình đã vượt qua được cái thử thách này rồi. Và các bạn muốn là những cái thử thách backdoor về sau, các bạn muốn mình làm cái gì thì đừng quên bình luận lại cho mình biết nha. Ok, và mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên vào kênh YouTube của các thành viên của team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero đó nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. À quên, yêu anh em phải nồi. Bye bye.